Thằng Lê xin chào anh chị và các bạn. Ở bài chia sẻ AutoCAD này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết thực hiện cái lệnh group ở trong AutoCAD. Đây là một trong những lệnh rất hữu ích, nó giúp cho các bạn quản lý bản vẽ rất là tốt. Rồi mà các bạn theo dõi nha, các bạn cố gắng xem cái video này để mình học được thêm một cái lệnh rất hay. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái file này mình làm mẫu để mình chỉ các bạn luôn. Chẳng hạn bây giờ mình cần nhóm những cái đối tượng này lại với nhau thành một nhóm để mình quản lý khi mình cần di chuyển đó, thì mình chọn cho nó nhanh, hoặc là mình cần chỉnh sửa thì nó đặc điểm nó khác. Và block, nếu bạn xài block nhiều quá thì trên bản vẽ của các bạn nó rất là nặng, bạn xài group thì rất là nhẹ nhàng, và khi các bạn chỉnh sửa nó cũng dễ hơn các bạn chỉnh sửa block nữa. Rồi bây giờ làm sao để mình group lại? Thông thường các bản vẽ group đó, là bạn vận dụng vào trong những cái bản vẽ có quá nhiều đối tượng. Bản vẽ này thì cũng không phải là có quá nhiều đối tượng, tuy nhiên mình lấy cái bản vẽ này làm ví dụ thôi. Đây chẳng hạn như các bạn em có quá nhiều đối tượng thì khi đó các bạn cứ quản lý bằng group những cái nhóm, ví dụ như toàn bộ cái thứ bạn cho vào trong một group chẳng hạn, rồi toàn bộ những cái thành phần nào mà cùng chủng loại mình cho vào một group, là tất cả những chủng loại đó mình cho lại nhóm chủng loại lại thành một group nữa thì nó rất là hay. Rồi bây giờ mình group nó lại như thế nào đây? Các bạn cứ bôi chọn, đầu tiên các bạn cứ bôi chọn cái đối tượng mà các bạn cần tạo nhóm nè. Rồi chọn xong rồi bạn gõ, có phím tắt là gõ G, Enter, hoặc là gõ nguyên chữ Group cũng được nữa. Đó, Group, Enter thì nó tạo nhóm. Nhưng mà khi các bạn tạo nhóm như thế này á thì nó báo là anh em group has been created, tức là có một cái group không tên nó đã được tạo ra. Cái khi các bạn tạo group như thế này mặc định trong cái CAD mới á, còn những cái phiên bản CAD cũ thì nó ra cái cửa sổ cho các bạn đặt tên, còn CAD mới thì nếu bạn gõ lên G, group, enter thì nó sẽ không có xuất hiện cái hộp thoại ra và nó tự động tạo cái group không tên luôn. Bây giờ bạn muốn chỉnh sửa cái group này, cụ thể là các bạn cần bỏ bớt một cái đối tượng ra hoặc là thêm một đối tượng vào, thì các bạn dùng cái lệnh gì đây? Bạn gõ vào group edit, đây bạn gõ vào group edit, bạn click vào nè, bạn gõ vào chữ group, bạn sẽ thấy chữ group edit hiện ra, click vào. Rồi sau đó bạn chọn cái group cần chỉnh sửa. Lúc này nó xuất hiện bên dưới dòng comment nè, cái này là add object, tức là bạn thêm một đối tượng nào đó, tức là mình muốn bổ sung một đối tượng khác vào trong cái group này. Chẳng hạn như bây giờ mình muốn bổ sung cái đối tượng là mình thêm cái phần này vào trong cái group dàn giáo luôn. Rồi xong. Còn nữa các bạn cứ chọn enter xong thì như vậy bây giờ cái group lớn này, bây giờ nó có thêm cái thành phần này rồi các bạn. Vừa rồi mình vừa thêm đó, là bây giờ mình muốn bỏ bớt ra thì làm sao? Các bạn gõ vào group edit đó lại, bạn gõ vào group, bạn thấy nó hiện ra nè, click vào group edit nè, rồi chọn cái group cần chỉnh sửa thì nó hiện ra. Thì lúc này bạn chọn cái biến là remove object. Rồi bạn chọn, bây giờ bạn chọn cái đối tượng để remove, giả sử mình bỏ cụm này ra, bạn cứ chọn đối tượng thì nó bỏ cái thành phần các bạn chọn ra thôi. Đó, enter xong thì bây giờ cái group của mình nó đã bỏ hai cái thành phần này ra rồi, được chưa các bạn? Nó chỉ có bao nhiêu đây thôi, này cái group của mình nè, cái group của mình là bây giờ nó chỉ có nhiêu đây thôi. Đó. Rồi tiếp tục, bây giờ bạn muốn đặt tên cho nó thì bạn gõ vào group edit, rồi bạn chọn là name, chọn cái group trước nè, đây, rồi sau đó bạn chọn vào rename. Rồi nó yêu cầu các bạn là nhập vào cái tên cho group, bạn cứ gõ vào thôi, hiểu ABC gì đó nha. Enter xong. Thì như vậy là cái group này đã được đặt tên ABC. Rồi nó như vậy đó. Rồi tiếp theo, bây giờ mình phá cái group này ra, mình bỏ thì như thế nào đây? Bạn muốn bỏ cái group á thì bạn gõ vào lệnh ungroup. Mà bạn thử bạn dùng lệnh isload coi có được hay không nha. Bạn chọn nó là is, enter nè. Là bạn chọn là kiểm tra coi, nó cũng được nha. Bạn có thể dùng lệnh if enter cũng được, còn nếu mà bạn dùng lệnh if không được á thì bạn dùng lệnh ungroup, nó có lệnh là ungroup nè, ungroup nè. Enter, là bạn chọn cái group cần bỏ nè, enter xong thì nó bỏ ra. Đây nó tách group ra hết cho các bạn rồi nè. If loss thì nó phá luôn khối luôn cho các bạn. Rồi mình undo để mình lấy ra cái group nha. Cần Z để mình lấy ra cái group. Rồi lấy ra cái group rồi. Cái group nó có cái đặc biệt hay như thế này nữa nè các bạn. Đôi khi các bạn cần chỉnh sửa, chẳng hạn như mình rút cái nhóm thêm, rút cái này lại luôn. Giả sử mình rút cái chữ này vào lại đây luôn, do động rút luôn nè. Mình rút lại nguyên cái nhóm này lại với nhau. Đây, ví dụ nha. Đây mình unrút ra trước.
Rồi bây giờ mình rút nguyên cái nhóm tab này lại, nguyên cái nhóm này lại với nhau, và trong đó có tab nữa. G enter. Bạn rút nhanh thì chỉ cần gõ G enter, không cần là tên. Thì bây giờ bạn sẽ thấy nè, nó rút lại thành group rồi. Bây giờ bạn muốn chỉnh sửa cái group này thì sao đây? Bạn nhấp đôi vào thì không chỉnh được, nhấp đôi vào không chỉnh được. Bạn dùng lệnh edit á, ed enter, chọn nó đó. Đó, bạn chưa? Bạn thấy chưa? À, trong cái group mình vẫn chỉnh sửa tab bình thường đó, mà nó vẫn dính lại với nhau, cho nên mình xài group nó có cái ưu điểm này. Bạn lấy ra ngoài bạn thấy chưa, nó vẫn sửa nội dung test này mặc dù nó ở trong cái group. Bạn muốn sửa cái group test ở trong cái group á, bạn gõ vào ed nha, edit, là bạn chọn ngay cái test cần chỉnh sửa, là bạn cứ chỉnh sửa bình thường. À, block bạn không có chỉnh được như thế này. Block thì nó có cái bạn chỉnh một block này, những block khác đi theo. Còn ở đây bạn chỉnh group nào ra group đó, chẳng hạn như bây giờ mình copy ra thêm hai group nữa, cho dù bạn có chỉnh sửa nó cũng không đi theo này. À, đây hai group này giống nhau đúng không các bạn? Bây giờ mình thử mình chỉnh cái group trên nè. ED, Enter, mình sửa lại cái nội dung test này, rồi mình xem coi bên dưới có đi theo hay không nha. Rồi bạn xem bên dưới nè, này không có, không hề đi theo. Đó, này, không hề đi theo nha. Này, cái nội dung thấy nó giống giống nhau quá, mình không biết được, để mình sửa lại nha. Rồi, ví dụ như ABC đi, đó, bạn xem bên trên nè, cái group bên trên nó đâu có đi theo đâu. Còn nếu block là nó sẽ đi theo đó. Rồi, bây giờ còn cái hay nữa nè. Trên bản vẽ của các bạn có rất là nhiều group. Giả sử mình muốn quản lý nguyên cái nhóm này lại thành một group nữa đi, G enter. Rồi, nguyên cái nhóm này mình tạo thành group nữa, nó không có gây nặng bản vẽ. G enter. Này. Rồi, cứ như thế bạn tạo group nha. Để mình group lại tiếp nữa nè, còn cái hay nữa nè. Rồi, bản vẽ của mình hiện tại đang có 3 4 group gì đó. Đây 3 4 group gì đó nha. Khi các bạn nhấn tổ hợp phím Control Shift A thì tự động phím này nè, bạn nhấn thì tự động mấy cái group này tự động nó mất hết, nó tắt hết cái group luôn, bạn thấy nè, nó tắt tạm hết những cái group đó, thấy chưa? Còn bạn nhấn Ctrl Shift A đó lại lần nữa, đây để mình gõ cái phím ra cho các bạn nè. Ctrl Shift A nha, đây cái phím Ctrl nè, cộng với phím Shift nè, cộng với phím A trên bàn phím của các bạn á đó. Đó, bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl Shift A thì nó sẽ mất cái group. À, nó tắt tạm cái group đi, nó phá vỡ cái group tạm thời đi. Bạn muốn lấy lại cái group thì này, hiện tại nó đang bị phá vỡ group hết rồi nè. Bây giờ mình lấy lại group như sau nè. Bạn nhấn Ctrl Shift A đó lại thì lúc này nó sẽ lấy group đó lại đây. Bạn thấy chưa, nó không có mất gì đâu hết. Như vậy khi cần chỉnh sửa thì các bạn cứ nhấn Ctrl Shift A rồi bạn chỉnh sửa bình thường, mà cứ nhấp đôi vào giống như chưa có group gì vậy đó. Đó. Lock thì bạn đâu có làm được việc này. Bạn thấy mỗi cái nó có một cái hay riêng của nó, cho nên mình phải biết thêm cái phần group này, nó hỗ trợ cho các bạn rất là tốt trong cái công việc hàng ngày đó. Rồi cái video này Thắng Lê xin kết thúc tại đây. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những cái bài chia sẻ khác nha. Các bạn có thắc mắc các bạn vui lòng hỏi ngay bên dưới video này, Thắng Lê sẽ trả lời hết câu hỏi của các bạn. Các bạn thấy video có ích, các bạn cũng giúp Thắng Lê chia sẻ, like, share cái video này, cũng như là các bạn đăng ký kênh để khi mình chia sẻ video mới các bạn nhận được thông báo và bạn xem. Rồi Thắng Lê rất là cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái video này. Cảm ơn các bạn.